người bác sĩ Tâm. Ừ, bác sĩ Tâm. Bác sĩ Hạnh Tâm. Hạnh Nhân. Hạnh Tâm. Hạnh Nhân. Trải qua một giai đoạn khó khăn của đời đó chị. Em gọi điện về nhà em hỏi cho. Bởi vì là chị đang đi bác sĩ. Nhưng mà bà kia là em cũng từng bị tay phải luôn. Chồng em cũng bị cả chân cả tay. Thuốc của Thầy Lam thì không phải, ông ấy là thầy. Ông không phải Thầy Lam, ông ấy chỉ làm cho chị được chiếc cổ nằm chân. Sau đó ông kê cái thuốc đấy cứ 15 phút một lần, 15 phút một lần. Đỡ sưng luôn, đỡ đau luôn. Mà ông ở Hà Nội sẽ bao lâu hỏi? Không, nhưng mà bây giờ chỉ cần hỏi nên thuốc thôi là mua được. Thế kia chuyện không phải thuốc gia truyền. Tuy thuốc dành cho những vận động viên đi mà bôi luôn vào đây này. Nhưng mà chỉ được tác dụng thời gian ngắn thôi. Không, thời gian ngắn, chồng mẹ bị, mẹ cũng bị mà. Ông bảo bôi như thế nào mà cảm thấy đỡ đau thôi. Thay nhảy đi. Cứ 15 phút bôi một lần. Nhưng bao gì trong bao lâu rồi hả? À, thôi mình tính lại đi, mình đặt nốt cho này đi. Chẳng cầm có cớ nó gì cả. Gì cả thể luôn, anh nghe đâu bảo là gì. Đập nó chân này là mình đập nó chân kia. Thực ra là như này, cái bên trái của chị cũng rất là đau. Thế là đi chẩn đoán cũng là bên trái, người ta cho. Chị ơi, em mới cái thế cho chị cùng trường này. Chị quá. Người ta cho cái nệm ấy. Nhưng mà kiểu chân mình to rồi quá cơ. Chị mới định ném nốt ở chân kia thì mai bà đẩy. Không,